Thưa quý vị, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua các nội dung trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố tháng 12 tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp. Tham dự còn có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cùng các ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố và đại diện các sở ban ngành liên quan. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua 18 tờ trình dự thảo nghị quyết về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung, mức chi và chế độ hỗ trợ liên quan đến các đối tượng bảo trợ xã hội, điều chỉnh bổ sung định mức sử dụng máy móc, thiết bị y tế, ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, quy định mức chi trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, v.v. Tại dự thảo báo cáo thực hiện các mục tiêu của Ủy ban Nhân dân thành phố cho thấy tình hình kinh tế Đà Nẵng năm 2023 chỉ có du lịch và thu hút vốn đầu tư là hai điểm sáng, trong khi các chỉ tiêu kinh tế khác đều giảm. Thương mại chỉ có bán lẻ tăng trưởng tốt, trong khi bán buôn, xuất nhập khẩu giảm. Công nghiệp xây dựng mới phục hồi nhẹ trong 6 tháng cuối năm, nhưng không đủ sức hoàn thành kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước cũng chỉ bằng 95% dự toán giao. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các dự thảo nghị quyết được thông qua tại phiên họp trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, đơn vị chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện ngay để Ủy ban Nhân dân trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố sắp đến.